đây là một cung đường dẫn, muốn quay này. Đó, thì vừa cung cao sẽ đi lên này, cung cao sẽ vừa hướng lên và đi thẳng. Chưa nhìn thấy được xa xa phía kia là có cái gì. Đó, khoảng tầm 10-15 giây là đứng một xóm quay nhỏ thôi. Hello anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh của Trung Công Nghệ. Thì hôm nay em sẽ nói về một cái thiết bị mà anh chị em, ví dụ anh chị em làm video về bất động sản đúng không, nó cực kỳ quan trọng và cần thiết. Đó chính là một con flycam. Đây, trên tay tôi đang là một con flycam Mavic E2S. Đây là một con flycam mà tôi thấy là nó tối ưu về mặt giá và cái chất lượng mà nó mang lại cho chúng ta. Ví dụ như là sao, ở trên này nó có hai cảm biến này, cảm biến này, trước sau này, trên dưới cảm biến này. Tức là khi anh chị em bay nó có thể tránh cho anh chị em rủi ro nhất. Khi mà chúng ta bay mà nó chưa cẩn thận thì dễ vào vật thể đúng không. Những con flycam khác thì là cái cảm biến của nó sẽ ít hơn, cho nên là cái rủi ro bay sẽ cao hơn. Cho nên là anh chị em bay những con này này nó sẽ an toàn hơn. Ok anh chị em, thì cái video này em sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để chúng ta có thể sử dụng cơ bản cái con flycam này, và chúng ta có thể có một số cái shot quay đẹp từ con flycam này anh chị em nhé. Cách bay shot quay đẹp flycam. Ok, thì đầu tiên là chúng ta trên tay em có một cái remote và một cái flycam này, cho nên là em cất cái remote đi nhá. Đây, để chúng ta có thể chơi flycam này thì là chúng ta phải mở cánh ra này, mở ra này, mở ra đó, mở ra cái nắp này nha anh chị em, tháo cẩn thận nha, bởi vì đây là cái cổ flycam. Ok, đây là một cái cụm cam của chúng ta rất là to, cảm giác rất là to của con E2S này đấy. Anh chị em nhớ nha, nhớ phải bật bung cánh ra này nha. Đây, mở, phải mở to cánh ra này để bay, khi khởi động bay nó sẽ có độ, nó sẽ không có độ nảy nữa. Đây, anh chị em để xuống dưới. Và trên tôi đang là một cái tay cầm điều khiển. Đấy, anh chị em thấy con nút đây, anh chị em bạn đây nha. Bạn đây này, bạn đây này. Đó, đây trên này nó sẽ có một cái ngàm để kẹp điện thoại này. Và nó có một cái dây nha. Vì tôi dùng, anh chị em dùng iPhone đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cái đầu iPhone của nó. Thì tôi dùng iPhone, thế là tôi sẽ cắm vào đầu iPhone. Đây, kẹp vào điện thoại này. Đây, kẹp lên. Kẹp điện thoại. Đây, anh chị em cắm vào đây nha, cắm điện thoại của mình. Anh chị em vào tôi một cái app tên là DJI Fly này, vào đây này. Đó, và anh chị em đã có tài khoản thứ gì mới đăng nhập bình thường thôi. Theo anh chị em vào đây, collection guide này, đi ra EIS này. Đây, nó hướng dẫn tôi cách sử dụng đây. Anh chị em giữ nguồn nha, một chạm và một giữ, để chúng ta bật nguồn ngay lên. Cạnh thế, một chạm và một giữ. Đó, đây, một chạm một giữ. Đây sẽ tùy cái mặt phẳng mà nó ít cỏ hơn, để chúng ta khởi động cất cánh nó dễ an toàn nhất. Đây, anh chị em thấy không? Rồi, anh chị em nhớ nha, đây trong này nó sẽ có một số cái quan trọng ở đây, điều khiển này anh chị em có thể là kéo chéo hay là xuống này, kéo chéo hai nút này xuống để chúng đẩy cái này, nó sẽ là nút này, nút bên trái và phải là đẩy cần ga lên, máy bay lên, kéo xuống là hạ thấp xuống này, sang trái và phải là gì, là máy bay xoay vòng này. Đó, tiếp theo đây là gì, là tiến lùi trái phải. Đó, đây là nút chuyển chế độ từ chế độ chụp xong quay này, đây là nút để chụp ảnh, để quay và chụp ảnh. Nút này để làm gì ạ? Để cái cụm cam ấy nó lên nó xuống như này. Đó, ok không? Đó, rất là đơn giản thôi. Khi anh chị em mới bắt đầu vào thì là nó sẽ cảm thấy là khó hiểu. Nhưng khi anh chị em đã bay rồi á thì cái cảm giác bay hay là cái hiểu nó sẽ dễ hơn. Em sẽ kéo cần nhá. À, nó đang vướng cỏ anh chị em ạ. Vướng cỏ cho nên là tôi sẽ để nó bị chém cỏ. Đấy, lên anh chị em. Nào, lên xuống. Đây. Đấy, xoay đây. Đây. Anh em thấy không? Đấy, lên cụm cam xuống này. Đó. Đấy. Đây. Thấy không? Quay này. Lên xuống này. Lên xuống, lên hẳn nhá. Nó bay mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái tín hiệu nhỏ trên đây thôi.
Hình ảnh chị em thấy rất là đẹp. Ok. Đây là khu Vin Vinhome Smart City. Đây. Đây cho em thấy tòa nhà thứ không? Và xem view. Ví dụ quay cái shop bay đẹp không? Anh chị em thấy cái đường cái đường phần đường này đúng không? Thế chúng ta sẽ bom chúng ta đi cái đường dọc theo con đường này. Đó, bấm quay này. Để cao lên hẳn nữa nhá. Đó, cho góc đầu đây. Chúng ta sẽ có một đường dẫn này, đường dẫn từ cái phần này sang phần này. Mà đây bố cục đường dẫn. Thế mà bấm quay này. Đó, đi vừa cung cao sẽ đi lên này, cung cao sẽ vừa hướng lên và đi thẳng. Chúng ta nhìn thấy được xa xa phía kia là nó có cái gì. Đó, khoảng tầm 10-15 giây là đứng một shot quay nhỏ thôi. Anh chị em thể thấy đây là có rất nhiều tòa nhà. Rất nhiều tòa nhà. Đây. Thế nào. Đây. Đây là khu Vin. Anh chị em có thể bo này. Giờ đây có chỗ quick shot. Phép vào đây. Chế độ quick shot này. Circle này. Đấy, circle này, đấy. Chế độ cũng muốn quay này. Ok. Quay vào đây. Quay vào đây. Muốn quay. Nó sẽ tự bo cho mình một vật thể. Anh chị em nào mà không biết bay nha. Thì nó rất là đơn giản. Anh chị em cứ để ý nó, để nó sẽ tự bay cho mình, tự bo cho mình. Đó. Nó là số phần trăm đây này. 0% này. Nó tự bo dần êm này. Đấy. Trời ơi. Quá nghệ luôn. Để cho bay về nhá. Anh chị em phải thấy đây là có một cái đường bản đồ đây ạ. Anh chị em thấy không? Đây, mình biết là mình đang ở đâu này. Mình biết mình đang ở đâu đấy, bay vòng cung này. Mình biết mình đang ở đâu này, cho nên là anh chị em thể chọn cái anh chị em bay theo bản đồ để đi về nhá. Chúng ta sẽ vừa về được vừa là một suất quay luôn. Đó, đẩy cần ga đi lên này. Hạ thấp góc xuống này, vừa hạ thấp cái cần này. Để hạ ga để hạ thấp độ cao này. Họ đẩy lên này. Mở để mở góc lên. Đấy. Đấy, được một shot. Được một shot luôn. Đây. Để bây giờ tôi bay về. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em hạ cánh nhá. Hạ cánh anh chị em có thể ở dưới này để chúng ta có thể là bay về nhanh. Đó. Nhưng mà tôi thích kiểu bay tay này cơ. Tôi thích kiểu bay tay như này. Như vậy thì bảo đồ cũng được. Hạ thấp độ cao. Rồi. Bay hơi quá rồi. Hạ thấp. Đó, đang về này, sóng rất là khỏe, sóng 25. Thì thường sóng anh chị em để khoảng tầm nếu mà sóng ấy anh chị em để khoảng tầm 10-15 là đẹp. 10-15 mà chúng ta phải bay rồi. Cái sóng cực khỏe, sóng 25 này. Thấy không? Hạ nhá. Cine normal và sport này. Cine là chậm này, sport normal là bình thường, sport là nhanh này. Hạ nhanh này. Hạ nhanh anh chị em thấy không? Rất là nhanh.
Tôi đã có thể nghe tiếng động cơ máy bay rồi. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Hạ nào? Hạ cánh nhá. Anh chị em có hai cách để chúng ta hạ cánh, một là hạ thẳng xuống luôn, hai là chị em bắt tay này và giữ hạ và giữ hạ, kéo cò xuống đó và kéo cò xuống. Hai là anh chị em có thể là mình kéo thẳng xuống bãi là xe tự hạ cho mình, ok không? Thì đây là cách để chúng ta có thể là bay con flycam này. À, tắt đi nha anh em, nhớ tắt đi nha, chạm và ấy, giữ tắt đó và cầm cánh lại là xong rồi, ok anh chị em nhá.